càng đã nóng hơn bao giờ hết trong sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua khi Galaxy Festival 2017 chọn Hải Phòng là điểm bắt đầu xuyên suốt hành trình trên dải đất hình chữ S. Sáng ngày 9 tháng 5 tại Nazon Restaurant 385 Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng, Galaxy Festival 2017 đã ra mắt và chính thức được khởi động. Tới tham dự có trên 70 nhà tạo mẫu tóc trên khắp địa bàn Hải Phòng tham gia. Không khí những ngày đầu hè còn chưa gay gắt nhưng trong khán phòng thì dường như không còn một chỗ trống, sức nóng đã lan tỏa tới từng thành viên có mặt trong buổi sáng. Mở đầu chương trình là những chia sẻ của bà Dương Ngọc Bích, thành viên ban tổ chức, giám đốc công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt. Buổi ra mắt với các nội dung hết sức bổ ích và thật sự cần cho các nhà tạo mẫu tóc ở Hải Phòng, Galaxy Festival 2017 với chủ đề Vũ điệu cuộc sống hứa hẹn là một sân chơi với nhiều thứ mới chưa từng thấy ở bất kỳ một hair show nào. Ngoài các thông tin thể lệ của Galaxy Festival 2017, tạp chí Khỏe Đẹp cũng giới thiệu tới các nhà tạo mẫu tóc rất nhiều những chương trình bổ ích cho các chương trình truyền thông, sản xuất nội dung dành cho salon và xu hướng Facebook Marketing. Suốt một tiếng đồng hồ, các nhà tạo mẫu tóc đã tập trung hết sức cao độ cho những thông tin mà Khỏe Đẹp mang lại. Rất nhiều câu hỏi về cách thức tham gia, tổ chức thực hiện của Galaxy Festival được ban tổ chức giải thích cặn kẽ và hướng dẫn các thủ tục đăng ký, thành lập hair team. Và không lâu nữa, Khỏe Đẹp sẽ có các kế hoạch chia sẻ nhiều hơn về các vấn đề này cho các nhà tạo mẫu tóc tại Hải Phòng. Buổi chia sẻ khởi động Galaxy Festival 2017 tại Nazon Restaurant, ekip ghé thăm các nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng của Hải Phòng như nhà tạo mẫu tóc Quốc Huệ, cây kéo vàng 2006, địa chỉ ở 74 Hàng Kênh, nhà tạo mẫu tóc Tony Hiếu 25 Hoàng Văn Thụ, nhà tạo mẫu tóc Thế Tài hay salon Lành Quyền 138 Hồ Sen. Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và góp ý để sân chơi Galaxy Festival 2017 hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn.